Tôi đã có trong tay một thứ có thể hạ gục chị rồi. Với cái này, chị có thể mất hết tất cả. cha cần chu cô. Dùn Trung Quang đã tiết lộ tất cả mọi chuyện với báo chí rồi. Nhưng chị đã giải quyết được vì không có chứng cứ. Nếu tôi tiết lộ cái này, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu như cô muốn tiết lộ, thì cô đã không tới đây rồi. Cha Cơn Chu, cô đang muốn làm gì đây? quả nhiên là chị rất là thông minh đừng có nói dòng do nữa hãy vào vấn đề chính đi đơn giản thôi đuổi việc sao bây giờ chúng ta không nên lãng phí thời gian để đấu đá với nhau nữa còn một người mà chúng ta cần phải giải quyết sớm vun chung wong nếu vậy thì cô chỉ cần một lệnh sa thải để đuổi cô ta đi vậy thôi sao dĩ nhiên là không phải rồi coi như tôi chịu thiệt một điều kiện còn một điều kiện nữa điều kiện gì nữa súc chi quan cái gì tôi không muốn chị làm hại súc chi quan để tự tôi xử lý là được rồi chị đồng ý hay là không đồng ý sao tôi có thể tin được đây là video gốc giữa chúng ta thì không có gì gọi là tin tưởng nhau mà dù gì thì chị cũng sẽ không tin những gì mà tôi nói đâu cũng phải chỉ là một cuộc đình chiến giữa hai kẻ thù được rồi quyết định vậy đi tôi sẽ đem bỏ cái này tùy chị thôi Anh có nghe về chuyện hợp báo chưa? Dù gì thì bây giờ Jun Chung Won cũng sẽ không còn ghét anh như trước nữa đâu. Cô ấy nghĩ thủ phạm giết chồng của mình chính là người khác. Tôi cũng đang thấy tò mò. Không biết cô Jun Trung Won nghĩ gì? Nếu cha Sơn Hy đúng là thủ phạm có nghĩa là anh đã bị ngồi tù quan rồi đúng không? Tôi đã bị liên lụy tới chuyện đó. Bây giờ có chứng minh tôi là vô tội đi chăng nữa cũng không ít gì. Dù sao thì tôi chắc chắn sự thật sẽ được phơi bày anh cũng bình tĩnh thiệt đó tôi hiểu rồi chúng ta chờ coi anh đeo cà vạt đó là vì anh nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt sao nhưng tôi không nghĩ nó hợp với sự kiện ngày hôm nay đâu anh nên giữ chiếc cà vạt đó lâu hơn một chút nghe nói có chuyện chấn động từ buổi họp báo, có chuyện gì vậy? Dương Trung Quang đang chống đối lại em. Vậy thì sao em lại còn giữ cô ta bên cạnh mình để làm cái gì nữa? Hả? Còn anh, sao anh lại muốn giữ súc Chi Quan bên cạnh mình để làm gì? Chuyện đó là gì? Ờ, à, thôi bỏ đi. Vậy bây giờ em tiếp tục làm gì? Em đã nhờ bên phòng quan hệ công chúng tìm cách ngăn chặn mọi thông tin từ truyền thông rồi. Nếu như chuyện này vẫn tiếp diễn thì sau, thì em sẽ can thiệp nguy hiểm có thể dẫn tới cơ hội mà cô đã gây ra chuyện động trời rồi giờ còn có thể quay lại văn phòng được nữa sao tôi cũng vừa định đi ra ngoài đi cô nên đi luôn thì hơn cô vừa mới đã kích chủ của công ty xong chắc cũng không còn hy vọng gì mình có thể tiếp tục làm việc ở đây được có đúng hay không dự án của tôi vẫn còn chưa được hoàn thành nữa mà đúng rồi cũng may là cô vẫn tự tin nếu đánh giá thấp cha sơn hy thì hậu quả không lường được đâu cô có thể rút kinh nghiệm từ tôi mà ôi cha sơn hy ước gì tôi được nhìn thấy lúc bà ta không nói nên lời không nói nên lời, cô ta còn không biết xấu hổ nói mình không có gây rắc rối gì. Rắc rối gì? Cho dù mặt cô ta đã trắng bệt ra hết rồi. Trời ơi hay quá! Lúc đó các phóng viên và các đài truyền hình cũng có mặt ở đó nữa. Tôi thật sự rất hy vọng tin tức về chuyện này giống như là chung quanh mong đợi. Từ ngày, Từ ngày mai, cha sơn hy sẽ khó mà ngẩng đầu lên được. Mà nè, coi thử trên mạng coi có đăng tin gì chưa? Thời đại bây giờ tin tức truyền đi nhanh lắm đó. Dạ. có bài báo nào hay không? À, 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 đây, đây 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 là cái gì vậy? họ họ đang nói cái gì vậy chị? hả? hả? À, chuyện này đúng là nhảm nhí thiệt á, hey, thiệt tình gì vậy không biết nữa. À? gì vậy? anh đang đọc Ê, tin gì đó? không hề có tin gì về cha xuân hy gây tai nạn, chỉ có bài báo về vụ lừa đảo của Jun trung anh thôi à. cha xuân hy ra tay rồi, bà ta đang lo sợ nên phanh phui quá khứ của chung Quân trước ôi trời ơi mấy lời bình luận điên rồ này nữa nè ôi, bà ta đã trả bao nhiêu cho mấy người này vậy trời cái đám người này đều phải bị trừng phạt hết đem tiền bạc và quyền lực ra mua chuộc giới truyền thông như vậy chúng ta không thể nào dừng lại ở đây như vậy được đâu tôi sẽ ghi bình luận khắp mọi nơi phải cho cả thế giới biết được rằng những gì cha sân hy làm vậy Chun cha sao chị không gọi cho nhà đài đi cô không nghĩ là cha sơn hy đã nói với bọn họ rồi hay sao? tôi phải làm cái gì bây giờ đây? đâu có giống như chuyện đi rung chuông ngoài quảng trường đâu. ơi thiệt tình. ơi, à, à, trung quân à. Cô à, trung quân bây giờ cô đi đâu vậy buông tôi ra tôi phải đi gặp cha Sơn hi cô có làm như vậy cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì hết bà ta sẽ không thoát được đâu sao bà ta có thể làm như vậy chứ tôi cũng biết cảm giác hiện giờ của cô nhưng mà cô làm như vậy chỉ càng thiệt thòi thôi xúc phạm cô phỉ bán cô bà ta sẽ làm mọi thứ để đưa cô vào tù trở lại đó hiểu chưa trên thế giới không còn luật pháp nữa hả như thế nào gọi là đúng đây Sao mà những người có quyền lực lại có thể thoát được tất cả mọi tội lỗi xấu xa của mình một cách dễ dàng như vậy chứ Tôi, à. Tôi muốn tự mắt nhìn thấy cha Sơn Hy thừa nhận tội lỗi của mình Mà không Tôi muốn nhìn thấy bà ta phải chịu đau khổ Anh có nghĩ Bà ta đã từng cảm thấy có lỗi với ba của dây chui hay không chứ Thậm chí bây giờ bà ta không còn là con người nữa cho nên <laughs> Đừng mong rằng những chuyện như vậy sẽ xảy ra Cô cần phải gan ngửa đối mặt với bà ta cô phải mạnh mẽ lên chung côn tôi yêu cầu cậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa tôi mong là từ nay chúng ta đừng gặp lại nhau à. chung quanh đó hả chị còn thức hả à, nè ngày mai cô có đi làm được không vậy chắc chắn là mọi người trong công ty sẽ bàn tán nhiều về chuyện này lắm đó em sẽ chịu đựng dù có chuyện gì phải bảo vệ vị trí của mình em sẽ không để cho bọn họ đạt được ý nguyện đâu được rồi Còn tôi... Còn tôi... Còn tôi... Không phải là người đã lừa lấy hết tiền bảo hiểm sao? Đúng rồi đó, là cô ta đó. Không ngờ chúng ta lại làm việc chung với tội phạm. Đúng rồi, đáng sợ thiệt. Sao lại được nhận vô đây làm nhỉ không biết? À... Trời ơi tôi biết chuyện này thật sự không thể nào tin được mà Nè có thật vậy không Đúng vậy đó ý Làm sao đây Làm sao Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với đội TF đây chứ Không phải người quản lý của một đội Nên là người có đạo đức hay sao à, Xem cô ta vẫn còn ngồi ở đó được Sau khi mà mọi chuyện xảy ra như vậy kìa Cô ta đúng là không biết xấu hổ mà Mọi người đang hối lung tung cái gì vậy hả à. Tinh thần đồng đội của cô thật đáng ngưỡng mộ đó quản lý vua nè Quản lý Mọi người không có việc gì để làm hết sao Dạ xin lỗi trưởng phòng Tôi xin lỗi Tôi còn đang lo là sẽ có chuyện tương tự Sẽ sớm xảy ra rồi mà Bây giờ cha Sơn Hy bắt đầu chơi xấu rồi Anh định làm gì đây Bây giờ cô tạm thời rời khỏi công ty đi dung trung quân cô hoàn toàn có thể làm việc của mình tại nhà mà tôi sẽ không làm vậy đâu tôi không làm gì đáng để bị đuổi khỏi công ty này tôi vẫn sẽ tiếp tục đến làm việc ở đây <laughs> gì đây còn tự ái nữa hả tôi làm gì quá trớn chứ nhà sản xuất muốn biết là bà có kế hoạch gì để thay thế trong chương trình ẩm thực cuộc sống hay không Họ nghĩ bây giờ sẽ rất khó khăn nếu như sử dụng dung chung quân. Phiền ờ, cô chở bên ngoài đã. Không cần đâu. Thư ký chung đi được rồi. <laughs> Có gì muốn nói với tôi sao? tôi tới để thông báo là tôi sẽ làm ẩm thực cuộc sống như kế hoạch sao đúng là lần này tôi đã phản bà nhưng mà chuyện đó không hề liên quan tới chuyện công việc của tôi <laughs> vậy thì sao tôi cần chứng minh tôi không che giấu gì hết tôi không có quyền lực như bà nên cuộc chiến này có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng trong trận chiến không nhất thiết phải có sức mạnh bà có thể ngăn tôi nếu như bà muốn mọi người sẽ biết được lý do tại sao Bà cố hết sức ngăn cản tôi. Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, à, à, tôi thật sự không cố ý muốn làm cho ông phải sợ đâu thưa giám đốc cha. À, tôi muốn quên hết mọi chuyện trong quá khứ và một lòng hướng về tương lai phía trước. À, cho nên ông làm ơn đừng có giận tôi nữa, được không vậy? Bác Manh ngu ơi Buổi hẹn đó sao rồi Mọi chuyện ổn không bác à. 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 Giám đốc ơi Công ty mình đã bị cô Trung Won Làm rú tung lên hết rồi Tất cả nhân viên công ty đều đang bàn tán chuyện đó Tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho cô ấy Sao lại thấy tiếc cho cô ta Ai... sao có người muốn giết chồng để lấy tiền chứ những người tính tình trầm lặng như là cô chung quên là người chúng ta nên dè chừng nhưng mà cô ta với lại xúc chi quan không biết có gì mờ ám không ta ôi trời ơi nổi da gà hết trơn ờ à. đi thôi ôi nữ thần ơi tình cờ gặp được bà ở đây tôi thấy mừng quá tôi còn à, vừa đi vừa đang thắc mắc là không biết giờ này bà đang đi đâu rồi không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa nhìn bà vẫn luôn rất là rực rỡ kể cả khi mặc bộ đồng phục đó cứ mỗi ngày tôi bước chân ra đi làm trong lòng tôi đều có mong muốn gặp được bà ờ, ủa chờ một chút đã ờ, nè bà giới bà đi đâu vậy hả ý không lẽ bà chỉ coi tôi như là con ruồi đậu trên tường hả ủa con về rồi hả <laughs> à, Về Chun nè à? con có chuyện gì vậy có chuyện gì rồi hả ngoại tình là về vậy vậy à, hả mẹ cứ bạn con cứ bàn tán về mẹ con trời nhìn chằm chằm con hoài à họ nói mẹ con ngoại tình <laughs> Con, con nói cái gì họ là mẹ của các bạn học trong lớp con sao Úi, mình không bỏ qua cho mấy người đó đâu à, à, bác bác coi chừng dây chun giùm con nha Úi, thiệt tình. không phải lỗi của con đâu dây chun ha đây nè dây chun à con ăn thử cái này đi nha bà thường hay ăn cái này trong lúc bà đang làm việc đó con. À, à, hay là bà sẽ để cái này trên bàn nha. Nếu mà con thích ăn thì con cứ ăn nhiều vô biết chưa. Ha. À. ba bác cũng qua ăn chung đây. À, thật sao? À, bà bà có thể ăn với con hả? À, nhưng mà con biết không? Dê chua nè. Sao con lại ghét bà vậy chứ? Con tưởng là bà không có thích con. Không có, tuyệt đối không phải đâu. Bà không có ghét con chút nào hết trơn á. Sao bà có thể ghét dê chua được chứ? Dê chua nè bà thật sự yêu thương con nhiều nhiều lắm đó còn đối với bà là cả một thế giới vậy <laughs> chú nhà à. ừ. vun chung quang định tiếp tục làm chương trình này sao chị đồng ý rồi hả cô ta nhất định sẽ không chịu từ bỏ dễ như vậy đâu từ khi nào mà chị tôn trọng ý kiến của chị ta tới như vậy hả tôi sẽ để cho cô ta tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình nếu bây giờ chúng ta quản chương trình ẩm thực lại nhiều người sẽ nghi tôi có dính líu chuyện của ly Giang hun tôi cần chứng minh tôi không có liên quan chị định khiến cô ta tự mình suy sụp sao cơn chua à Hình như cô đang có ý tưởng gì thì phải. Không làm tôi thất vọng. Tôi biết mà. <laughs> cô Dung Trung Quân sẽ đưa các công thức của mình ra toàn thế giới luôn. Cô ta quan trọng quá hình ảnh truyền hình quá mà. Thật vậy sao? Cô định để chuyện này tiếp tục diễn ra sao? Không biết nữa. Chuyện này phiền quá có đúng hay không? Cực kỳ phiền phức luôn. Quản lý ô, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. <laughs> dạ, tôi là Dương Trung Quân, đã có gọi lúc nãy. Anh chưa gửi táo và xoài hay sao vậy? À, nông trại của anh là chủ duy nhất mà tôi chọn đó. Ngày mai chắc chắn phải giao tới. À, à Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, tất cả nhờ vào anh đó. Dạ, con nghe nè mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Ở chuyện là không muốn cô tiếp tục đi sai đường nữa thôi về chuyện của dây chun á tôi muốn nuôi dưỡng thằng bé dạ mẹ đang nói cái gì vậy tôi sẽ tự chăm sóc cho dây chun cô cứ sống cuộc đời tự do đi nếu một bước tiếp thì cô có thể bắt đầu được rồi tôi nghĩ là làm như vậy sẽ tốt cho cô và dây chun sao mẹ lại tôi biết bây giờ tôi không lo được gì cho thằng bé hết khi nào sẵn sàng tôi sẽ đón nó đi tôi chỉ nói vậy thôi <laughs> sao tự nhiên mẹ lại làm như vậy con không biết là mẹ đã nghe được những chuyện gì nhưng tại sao mẹ lại nói như vậy chứ con không để cho dây chừng của con đi đâu hết không bao giờ bây giờ có thể cô cảm thấy như vậy nhưng một khi cô đã quyết định kết hôn cùng với cậu ta thì sẽ đổi ý thôi cậu ta sẽ không chăm sóc thằng bé như con ruột của mình được đâu tôi sẽ không bao giờ bỏ mặt dây chun của tôi được. Tôi sẽ tự mình nuôi nấng thằng bé. Chuyện của dây chun, tôi sẽ nuôi nấng thằng bé để cô có thể sống tự do. Nếu cô muốn bước tiếp cũng có thể được rồi. Tôi nghĩ làm vậy là tốt cho cô và dây chun. ồ vậy chua nè con không thể cầm cái này chơi được đâu nếu làm mất là mẹ sẽ gặp rắc rối đó cái này quan trọng đối với mẹ lắm biết chưa dạ con biết rồi con không động đâu <laughs> vậy chua nè mẹ sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm sóc tốt cho con nha chịu không Trung quân à ngày mai họ sẽ ghi hình chương trình ở công ty có đúng không Chị định là sẽ đưa dây chun tới đó để cổ vũ cho em Hả? Vậy còn tiệm ăn thì sao? Quan tâm đến tiệm ăn làm cái gì? Chương trình đầu tiên của em mới là quan trọng Hơn nữa, chị cũng muốn chắc chắn là không ai gây rắc rối gì cho em Nếu như để chị bắt được tại trận, họ sẽ biết tay của chị <laughs> Chị à <laughs> Cô Dinh Trung Quân à, nguyên liệu đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, chỉ còn táo và xoài nữa thôi họ đang chuyển từ đảo chê chua tới gọi cho họ lần nữa đi dạ à. mẹ ai à, ôi dây chua nè wow. trời ơi tuyệt vời quá đi em trang điểm lên nhìn đẹp lắm đó cảm ơn chị nha nhưng mà bây giờ em đã có chút chuyện rồi À được rồi em cứ yên tâm làm việc đi không cần phải lo em xin lỗi à cố lên <laughs> đi thôi làm tốt lắm quản lý ô nhà sản xuất chỉ quan tâm thời gian nếu cô ta không thể chuẩn bị kịp thì sẽ không còn cái gì để nói nữa được rồi tôi sẽ tới sớm thôi cái gì đây Ôi, trời ờ. ơi trời ơi ai đã làm ra chuyện này lúc nãy tôi nhìn thấy cái này để trong nhà vệ sinh ơi đúng là quá hèn hạ có người cố ý làm như vậy đó ờ. bây giờ cô có dự định phải làm sao chưa vậy để em đi xung quanh tìm thử mấy cửa hàng gần đây xem sao em sẽ gọi ờ. lại cho chị sau nha ờ được rồi Nè, con ngồi xuống đây nha. Dây ừ. Chun à, trước khi chương trình của mẹ con bắt đầu, thì chúng ta cứ chờ ở đây được không? Đây là phòng làm việc của mẹ hả? Ừ. Dây ừ. Chun à, bây giờ dì phải ra ngoài để đi vệ sinh một lát. Con không được đi lung tung. Phải ngồi đây chờ gì nghe chưa? Con biết rồi. Ừ. cái này là cửa mẹ mà mất nó mẹ sẽ gặp rắc rối đó cái này quan trọng đối với mẹ lắm không biết chưa vậy chua nè là ai đây không phải là cha cân chu sao à, 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 chị chị không được phép bước vào văn phòng của tôi đâu biết chưa chị chị mau ra ngoài đi <laughs> tôi lấy làm tiếc khi đã bỏ qua cho cô lần trước lắm nhưng mà lần này chúng ta lại chạm mặt với nhau rồi chị chị đang nói cái gì vậy sao vậy cô còn muốn bị ăn đòn nữa hay sao sao cô có thể tôi luôn cảm thấy bực bội khi nghĩ tới những chuyện mà cô đã làm với chung quan nhà tôi đó tôi không nên nói chuyện với người vô văn hóa thì hơn. cô muốn thấy cái gì gọi là vô văn hóa có phải không chết đi, chết đi chị làm cái gì vậy? đáng sợ lắm đó, buông ra, đáng chết lắm. tao đó, buông ra đi. Ủa, cô đang nói chuyện với ai hả? Cô bị mất trí rồi hay sao? Buông hả? Ra. Đi Dám đi, nói chuyện với hả? tôi như buông vậy đi. hả? Dạ anh Chi Quan. Thật hả? Trời đau quá Ô, Cái gì vậy Ô, hả? Ừ. Ô, hả? gì vậy Không lẽ là Jun Trung Hoa Dây Chun à Dây Chun Trời ơi Con đang ở đâu vậy Dây Chun Chắc điên mất quá Dây Chun Chị lấy đồ của tôi có đúng không Mau trả lại cho tôi đi Cô nói lung tung cái gì vậy chứ buông tay tôi ra tôi không rảnh nói chuyện với cô đâu chị đứng lại <laughs> cho tôi usb của tôi đâu mau trả lại đi không lẽ chị kêu thằng bé lấy cắp usb của tôi sao cái gì là chị kêu nó lấy đúng không hai người đang làm cái trò gì vậy à, dây chui nè à. dây chui nè à. à, xin lỗi à, dây chui nè à. dây chui nè à. Dây chôn! Cô phải chịu trách nhiệm tìm cho ra. Tôi biết rồi. Sao thằng nhóc lại lấy được chứ? Tốt nhất là đừng để tao bắt được mày. Nếu không sẽ biết tay tao. Tôi đây thư ký chung. Lập tức đi tìm. Con trai của Jun Chung Wong. Đi tìm nhanh lên đi. Ô, oh, uh, uh, sao mà anh lại biết chuyện này? Chị bên đó gọi điện thoại cho tôi, chị ấy muốn tôi tìm cái này. Uh, tôi xin lỗi, cũng cảm ơn anh nhiều nha. Chuyện này cô cũng nên cảm ơn Mương Su đi. Anh ta đã nhờ anh bạn đầu bếp đang làm trong khách sạn. Đó. Tôi sẽ cảm ơn anh ấy sao? Cô mau vào chuẩn bị đi. Ừ. Tôi sẽ cổ vũ cho cô. Ừ. Cảm ơn anh. Dạ chị hả? Sao? Dây chuông làm sao? Cô vẫn chưa tìm được đứa trẻ đó nữa hay sao? Cô mau điều động cả đội bảo vệ. Tìm ngay, mau lên. À, con à, à, sao con lại đứng đây một mình hả? Hả? Mẹ con là vương Trung Quân đúng không? Dạ, bác biết mẹ con không? Con cũng đang đi tìm mẹ. Nhưng con không có biết được. Bác sẽ đưa con đi tìm mẹ con. Nhưng con đang cầm cái gì trong tay vậy? Con cho bác coi một chút được không? Không được đâu. Cái này của mẹ con mà. Bác coi xong sẽ trả lại cho con mà. Con không thích. À, nè, 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 nè. Nè, con đừng chạy nữa. Nè. con à, à bác sẽ đưa con đi gặp mẹ con nha con mau nắm tay bác rồi chúng ta đi ha không đi đâu con sợ bác lắm ương con ra đi ôi dê chua nè à. bác không có đáng sợ vậy đâu con cứ cầm Ô, tay bác đi bác ơi. Ô, trời ơi con ơi Ô, dê chua nè à. dê chua Dì Dùn à Dì Dùn Ôi Dì Dùn à Dì làm sao đây Dì chua à tỉnh dậy đi Dì Dùn à Dì Anh nói cho tôi biết đi Lần này thì anh có mục đích gì hả Tôi không tránh nói chuyện với cậu đâu Mau tránh ra Nè Sao À Anh đang bận đùa giỡn với hai người phụ nữ cùng lúc hả <laughs> Ba mẹ của tôi luôn nghi ngờ anh và giờ tôi đã hiểu được lý do đáng lẽ ra tôi không nên quen biết anh thì mới phải tôi cảnh cáo anh làm ơn tránh xa hai người đó ra đừng có làm phiền họ nữa hả tại sao cô lại nếu là đàn ông thì đánh trả đi thay vì cứ đứng nhìn tôi như vậy Dê Chun nè, con có sao không vậy trời hả? Về Chun quá, trời ơi! Đừng lo, bé chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Nhưng chúng tôi phải giữ thằng bé lại kiểm tra. Thằng bé vẫn còn nhỏ, chúng ta không thể không cẩn thận được. Dạ. À, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mẹ ai? Ờ về chua nè, mẹ ở đây nè, hả? Không có sao không vậy, có sao không con? bà kia đi chưa vậy con nói ai chứ có một bà đáng sợ đuổi theo con bà đã cần nói với con là sẽ dẫn con đi tìm mẹ nhưng mà con bỏ chạy vậy rồi bà đó đuổi theo con tới tận cầu thang luôn sao à, không lẽ bà ta đẩy con té xuống cầu thang hả <laughs> Alo Mẹ hả? Bây giờ con đang ở công ty rồi Nhà con lên nha Ờ, um, thôi khỏi Con ở đó đi, mẹ xuống ngay Bà đã đẩy con trai tôi có đúng vậy không hả? Cô đang bị ảo giác à Bà đã nói là sẽ giúp nó đi tìm tôi mà Bà hại con tôi để ngăn cản chương trình này sao Nếu con của cô đang bị thương Không phải cô nên ở bệnh viện lo cho nó hay sao Cha Xuân Hy Bà không phải là con người mà Trước tiên là bà giết chết chồng tôi Giờ thì bà làm con tôi bị thương Sao bà có thể làm như vậy được chứ Dương Trung Quang Cô nghe cho kỹ đây Tôi không hề liên quan đến chồng cô hay con cô Nếu họ quan trọng đến như vậy Thì cô bảo vệ họ đi Sao lại đứng đây mà chỉ trích tôi chứ Bà nói cái gì? Mau đi chăm sóc cho con mình đi. Cô không muốn thằng bé bị gì mà. <laughs> mẹ đã nói sẽ xuống rồi mà hả su hất à mặt của con bị sao vậy con đánh nhau ừ. với ai sao hả có chuyện gì à dạ không có gì con chỉ bị trầy chút xíu thôi mà làm sao mà không có gì được chứ con là con trai bảo bối của mẹ mẹ không muốn con bị thương như vậy đâu mẹ sao vậy con xấu hổ quá <laughs> con là con trai duy nhất của mẹ con đừng bao giờ quên chuyện đó con có biết chưa dạ con biết rồi mà mẹ mẹ yên tâm đi phó chủ tịch ạ à? <laughs> Cha Sơn Hy Quá ra hông su hớt là đứa con trai bảo bố của bà chứ gì Được thôi Tôi sẽ cướp cậu ấy khỏi tay bà Cứ chờ tới ngày đó mà xem